huấn luyện viên kiêm bổ sung Phan Văn Đức lên tuyển Việt Nam. Ngày 23 tháng 8, huấn luyện viên kiêm Sang Siết triệu tập bổ sung Phan Văn Đức cho đợt tập trung tháng 8 của tuyển Việt Nam. Quyết định này của huấn luyện viên kiêm Sang Siết được đưa ra sau màn trình diễn của Phan Văn Đức trận Công An Hà Nội tháng 2-1 Buriram United tại ASEAN Club Championship tối ngày 22 tháng 8. Văn Đức đã ghi bàn mở tỷ số cho Công An Hà Nội ngay phút thứ 3 sau pha xử lý kỹ thuật ngoài vùng cấm. Trước đó, anh có pha thoát súng đánh đầu vọt xà gây nguy hiểm cho khung thành đội bạn. Theo tìm hiểu, huấn luyện viên Kim sẽ còn gọi thêm cầu thủ vào danh sách sơ bộ đội tuyển. Với sự xuất hiện của Phan Văn Đức, hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam sẽ gia tăng sự cạnh tranh. Hiện tại, tuyến giữa của đội tuyển gồm những cái tên nổi bật như Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Trường, Hai Long, Hùng Dũng và Tuấn Anh. Sau khoảng 1 năm 7 tháng vắng bóng, Phan Văn Đức đã trở lại tuyển Việt Nam. Anh là mũi nhọn quan trọng ở đội tuyển thời huấn luyện viên Park Hang-seo, ghi 5 bàn, trong đó có những bàn quan trọng và đẹp mắt ở vòng loại World Cup 2022. Khi huấn luyện viên Philippe Troussi lên dẫn dắt đội tuyển, Văn Đức không được triệu tập vì chấn thương ở câu lạc bộ Công An Hà Nội. Bên cạnh Văn Đức, tuyển Việt Nam cũng chào đón sự trở lại của trung vệ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung và tiền vệ Nguyễn Hai Long. Tuyển Việt Nam sẽ hội quân tập luyện từ ngày 30 tháng 8. Thầy trò huấn luyện viên Kim sẽ có 6 ngày để chuẩn bị cho các trận giao hữu gặp tuyển Nga ngày 5 tháng 9 và Thái Lan ngày 10 tháng 9. Hai trận này có ý nghĩa quan trọng đối với đội tuyển trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2024.